Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, trong chuyên đề tuần trước, chúng tôi đã đề cập đến việc quản lý thu thuế từ hoạt động kinh doanh trên các web thương mại, điện tử và mạng xã hội. Trong số tuần này, chương trình Tài chính thuế xin phép được tiếp tục xoay quanh dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi, trong đó đề cập đến luật quản lý thuế hiện hành quy định phí phạt đối với người chậm nộp tiền thuế là 0,03% trên ngày. Tỷ lệ phí này thấp hơn các năm trở lại đây, duy trì ở mức 0,05% đến 0,07% trên ngày. Tuy nhiên, theo Tổng cục Thuế, phạm vi đối tượng áp dụng thu phí phạt được chậm nộp chưa được chặt chẽ, dẫn đến số tiền chậm nộp của nhóm đối tượng không có khả năng thu tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 tăng gần 10.465 tỷ đồng. Số nợ này được theo dõi trên sổ sách của cơ quan thuế nhưng là nợ ảo, tạo áp lực về chi phí, nhân lực cho cơ quan thuế trong việc theo dõi quản lý nợ thuế. Để khắc phục tình trạng này, trong dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi mới đây, Tổng cục Thuế đã quy định rõ ràng hơn về đối tượng cũng như số tiền và thẩm quyền được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt. Với đề xuất bổ sung này, các chuyên gia và doanh nghiệp có đồng tình hay không và làm thế nào để thực hiện một cách minh bạch và công bằng cũng như không tạo tiền lệ xấu cho các doanh nghiệp? Trước tiên mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp sau của chúng tôi. Dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi đã bổ sung hai điều 83 và điều 84 quy định các trường hợp được khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, thủ tục hồ sơ thẩm định khoanh nợ. Tại điều 83 quy định 5 trường hợp được khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, đó là người nộp thuế là cá nhân đã chết hoặc được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự. Người nộp thuế có quyết định giải thể gửi cơ quan quản lý thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh để làm thủ tục giải thể. Cơ quan đăng ký kinh doanh đã thông báo người nộp thuế đang làm thủ tục giải thể trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nhưng người nộp thuế chưa hoàn thành thủ tục giải thể. Một trường hợp khác được khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp là người nộp thuế đã nộp đơn yêu cầu phá sản hoặc bị người có quyền nghĩa vụ liên quan nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản. Trường hợp người nộp thuế không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan quản lý thuế đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có trụ sở kinh doanh, địa chỉ liên lạc của người nộp thuế để kiểm tra, xác minh thông tin người nộp thuế không còn hiện diện tại địa bàn và thông báo trên toàn quốc người nộp thuế hoặc đại diện theo pháp luật của người nộp thuế không hiện diện tại địa chỉ kinh doanh, địa chỉ liên lạc đã đăng ký với cơ quan thuế. Một trường hợp khác được khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp đó là người nộp thuế đã bị cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động hoặc đã bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động. Dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi cũng bổ sung quy định về thẩm quyền xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo hướng Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan được xóa nợ đối với trường hợp người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt từ 1 đến 5 tỷ đồng. Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan được xóa nợ đối với trường hợp người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt dưới 1 tỷ đồng. Tổng cục thuế cũng cho biết tính đến hết tháng 8 năm 2018, tổng số tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày là hơn 48.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 58% tổng số tiền thuế nợ, bao gồm các khoản thuế phí là 22.859 tỷ đồng, các khoản nợ liên quan về đất là 8.856 tỷ đồng, các khoản phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp thuế là 16.308 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhóm nợ không có khả năng thu hồi của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh là hơn 34.800 tỷ đồng, tăng 3.349 tỷ đồng so với thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2017 và tăng 409 tỷ đồng so với thời điểm ngày 31 tháng 7 năm 2018. Cũng theo Tổng cục Thuế, lũy kế tính đến thời điểm ngày 31 tháng 8 năm 2018, cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc, thu nợ ước đạt thu hơn 23.000 tỷ đồng tiền nợ thuế. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ 15.799 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế 7.325 tỷ đồng.
Vâng, thưa quý vị, trước đề xuất xóa nợ thuế của Bộ Tài chính, hầu hết các chuyên gia kinh tế đều tỏ ý đồng tình và cho rằng nếu cứ tiếp tục duy trì số nợ không thể thu hồi sẽ dẫn đến những con số ảo trong quá trình cân đối thu chi ngân sách, nên việc xóa nợ thuế là cần thiết trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Theo Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 8 năm 2018, nhóm nợ không có khả năng thu hồi là hơn 34.800 tỷ đồng. Số nợ này chiếm tỷ trọng đến 42% tổng số tiền thuế nợ, tăng 3.349 tỷ đồng so với thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2017 và tăng 409 tỷ đồng so với thời điểm ngày 31 tháng 7 năm 2018. Thực tế, nợ thuế không có khả năng thu là bài toán khó giải của ngành tài chính nhiều năm nay. Nợ không xóa được lại cộng với tiền phạt chậm nộp, khoản nợ thuế ngày càng cao không xử lý được. Trên con số treo như vậy thì nó sẽ gây một cái ảo trong cái quá trình cân đối thu chi của ngân sách. Tại luật quản lý thuế hiện hành, quy định người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định thì bị tính tiền chậm nộp 0,03% một ngày. Tuy nhiên, Tổng cục Thuế cho biết quy định này dẫn đến tiền chậm nộp của nhóm đối tượng không có khả năng thu đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 tăng lên đến 10.465 tỷ đồng. Số nợ này theo dõi trên sổ sách của cơ quan thuế nhưng là nợ ảo, tạo áp lực về chi phí, nhân lực cho cơ quan thuế trong việc theo dõi, quản lý nợ thuế. Qua rà soát tổng hợp, Bộ Tài chính cho rằng giải pháp xóa nợ thuế theo quy định chưa bao quát được hết thực trạng kinh doanh, chưa xử lý được tồn tại về nợ thuế, không thể thu hồi được do phát sinh những nguyên nhân khách quan dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý. Bối cảnh kinh tế nó đã thay đổi. Nếu chúng ta tập trung quá nhiều nguồn lực vào câu chuyện đòi nợ và những khoản nợ không thể, nó sẽ mất rất mất tốn kém thời gian của xã hội. Nói thế thôi, câu chuyện là đi đòi nợ và phương pháp đòi nợ và bao lâu đòi được nợ, nó là cả một vấn đề. Việc đề xuất như này là đề xuất không phải là vu vơ, có góc nhìn và có căn cứ. Để giảm thiểu chi phí và nguồn lực với những khoản nợ thuế không còn khả năng thu hồi được, tại dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi cũng đã bổ sung quy định cần khoanh nợ đối với khoản nợ thuế, tiền nợ chậm nộp để làm giảm số nợ ảo. Theo ý kiến của các chuyên gia kinh tế là phù hợp với thực tiễn. Quy định của Bộ Tài chính này đang áp dụng cho những doanh nghiệp gặp phải những cái trường hợp rất là éo le. Có nghĩa là gặp trường hợp là họ đã trong một cái trạng thái là kinh doanh không hiệu quả và dẫn tới giải thể phá sản. Rồi những cái trường hợp mà liên quan đến những cái rủi ro bất khả kháng là thiên tai địch họa. Thì đây là những cái trường hợp nó rất là đặc biệt rồi. Chính vì vậy mà cái giải pháp hỗ trợ của Bộ Tài chính cho những doanh nghiệp như vậy và cho những cái cán bộ công nhân viên của những doanh nghiệp đó thì nó rất là phù hợp. Bởi vì nó là một trong những cái hành động để san sẻ cái khó khăn của những cái doanh nghiệp rơi vào những hoàn cảnh như vậy. Và đối với những doanh nghiệp mà hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường, họ tạo ra lợi nhuận thì việc họ chấp nhận đóng thuế theo đúng quy định là việc mà pháp luật đã ghi rất rõ rồi. Và chúng tôi cho rằng là nó ở đây nó cũng không có một cái sự bất bình đẳng nào cả. Bởi vì không một doanh nghiệp nào muốn rơi vào cái trường hợp bị phá sản hoặc là bị rơi vào cái trường hợp bị gặp thiên tai thì họa là như vậy. Và do đó thì chúng tôi cho rằng là cái chính sách đó là chính sách phù hợp. Tôi cho rằng là sớm muộn thì cũng phải giải quyết theo đề xuất thôi. Vì nguyên tắc là dù có vay nợ thương mại hay có nợ nần hay có một cái gì đấy thì đến một cái mức độ nào đấy không thể thu hồi được nữa thì những con số đấy nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái sự thật, đến cái xem xét cái kết quả của cái công việc của số liệu. Cái khó và cái cần thiết đấy là đánh giá làm sao để tránh thất thoát, tránh lợi dụng, tránh sơ hở. Chứ còn đâu, nếu như mà người ta chết rồi, doanh nghiệp phá sản rồi, hoàn toàn không còn một cái cơ sở nào để thu nữa, thì tốt nhất là chúng ta hãy xóa khỏi sổ sách. Bên cạnh đó, theo luật doanh nghiệp, các doanh nghiệp muốn dừng hoạt động hợp pháp phải thực hiện quyết toán thuế và được cơ quan thuế xác nhận đã hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế. Tuy vậy, hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp giải thể phá sản khi đã nợ chồng chất, không có khả năng trả nợ, nên thay vì thực hiện các thủ tục rườm rà thì đã âm thầm rút khỏi thị trường mà không cần thông báo với cơ quan chức năng. Tại Điều 85, dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi, về trường hợp xóa nợ thuế thì các chuyên gia cũng cho rằng cần phải bổ sung thêm điều khoản này. Tôi thấy là chúng ta cần phải có cái quy định thực hiện các biện pháp cưỡng chế và các cái thủ tục để tức là đã thủ tục đã cưỡng chế như thế nào thì chúng ta khi mà xin xóa nợ thì cần phải xuất trình những cái rất là quy định cụ thể như thế để tránh cái doanh nghiệp tức là hiện nay cũng có những cán bộ thuế không đồng doanh nghiệp tức là lợi dụng chính sách này để chúng ta xóa nợ thuế. Các chuyên gia cũng cho rằng nên có các tiêu chí, nguyên tắc xóa, khoanh nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải rõ ràng, chặt chẽ để đảm bảo công bằng giữa các doanh nghiệp.
Ngay từ đầu năm, chính phủ đã đặt mục tiêu đưa tỷ lệ nợ thuế xuống còn không quá 5% tổng thu ngân sách vào cuối năm nay. Tuy nhiên, thời gian gần đây nợ thuế lại có chiều hướng gia tăng bởi có nhiều doanh nghiệp vẫn cố tình chây ý, dây dưa không chịu trả nợ thuế và số nợ thuế không có khả năng thu cũng ngày càng cao. Thực tế này cho thấy đã đến lúc cần có các giải pháp quyết liệt hơn, kể cả những việc sử dụng công cụ pháp lý mới để giải quyết nợ thuế, đặc biệt là các khoản nợ thuế khó đòi. Giữa tháng 8 năm 2018, Cục Thuế Hà Nội công bố danh sách các doanh nghiệp nợ đọng thuế, trong đó có công ty trách nhiệm hữu hạn Miền Hát Việt Nam, nhà thầu chính tư vấn giám sát và thi công tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Doanh nghiệp có mức thuế nợ đọng là hơn 33,6 tỷ đồng. Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã yêu cầu đốc thúc nợ tới lần thứ 3 với công ty Miền Hát. Tổng số tiền nợ, lãi chậm nộp và tiền phạt nợ đọng thuế của doanh nghiệp là khoảng 27 tỷ đồng. So với mức vốn điều lệ khiêm tốn 7,2 tỷ đồng của doanh nghiệp, riêng khoản nợ thuế của công ty Miền Hát với Cục Thuế Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã cao gấp gần 9 lần. Tuy chưa trả hết nợ, nhưng Miền Hát vẫn tham gia đấu thầu một số dự án. Và có những cái khoản nợ đọng ấy thì thậm chí là nó đã hàng nhiều năm nay rồi, rõ ràng là không thể khó lòng mà thu được, đúng không ạ? Và đặc biệt là những cái doanh nghiệp mà họ đã giải thể rồi, họ đã coi như là phá sản rồi, hoặc là nói một cách khác là họ biến mất một cách vô hình trên thị trường, đúng không ạ? Thì rõ ràng là đến bây giờ cơ quan thuế làm sao mà thu được, vì không biết là họ cũng không đăng ký giải thể, mà họ cũng không gì cả, mà tự nó giải tán thôi, đến cái địa chỉ đấy không còn cái doanh nghiệp nữa, đi tìm ông chủ cũng không còn, thì chịu đó. Thế thì những khoản đó là những khoản rất khó đòi đó. Mà thông thường ở các quốc gia thì người ta cũng vẫn chấp nhận cái điều này thôi. Bởi vì là thế này, thông thường những cái khoản này ở các quốc gia phát triển ấy, thì thường thường là nó đâu đó khoảng 5% thì người ta coi bình thường, tức là những khoản nợ thuế đấy, nó tầm thế. Nhưng mà hàng năm ấy, thì người ta đều có một cái quy trình để mà loại bỏ những cái khoản thuế nợ đọng quá lâu do các cái doanh nghiệp nó đã phá sản rồi, hoặc các doanh nghiệp đã biến mất rồi, thì lúc đó người ta phải nó đi. Các chuyên gia cho rằng đề xuất của Bộ Tài chính là thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với một số trường hợp do nguyên nhân bất khả kháng, do trở ngại khách quan hoặc những trường hợp không còn khả năng thu là phù hợp với thực tiễn cũng như quy định của pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, với những trường hợp như của công ty Miền Hát thì cần có những quy định cụ thể. Chúng tôi nghĩ là cái việc mà nợ thuế, miễn thuế, giảm thuế cho doanh nghiệp là cái việc nên làm. Nhưng mà nên làm thì tôi nghĩ là nó phải bóc tách từng các cái loại thuế khác nhau, từng cái loại mô hình doanh nghiệp khác nhau. Bởi vì chúng tôi khảo sát là các cái hiện tượng mà nợ xấu ấy, thì hầu như nó không tập trung ở các doanh nghiệp nhỏ vừa. Bởi vì cái phần nợ xấu này thì hầu như tập trung ở các doanh nghiệp với khối nhà nước. Mà đối với doanh nghiệp ở trong khối nhà nước thì cái phần nợ thuế nó là lớn so với cái quy mô của các doanh nghiệp nhỏ vừa. Để đảm bảo việc xóa nợ thuế được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nói chung và ngành thuế nói riêng, thì việc quy định các trường hợp bất khả kháng cần được quy định cụ thể, rõ ràng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính sách. Về điều 87 về thẩm quyền, về thẩm quyền xóa nợ thuế thì tôi thống nhất là có lẽ chính phủ bây giờ không thể nào một sắp xếp từng cái trường hợp giảm thuế trên 10 tỷ đồng. Thế cho nên là tôi thấy là chúng ta nên mạnh dạn ở cái quy định, thứ nhất là luật pháp chúng ta quy định cho nó rõ là các trường hợp nào được xóa nợ thuế, thủ tục chứng từ rõ ràng quy định là trình tự chúng ta xác cái giảm thuế này như thế nào, và sau đó thì tôi đề nghị là ra cho Bộ trưởng Bộ Tài chính và ở dưới nữa có thể ra đến cho chi cục trưởng chi cục thuế và chi cục hải quan, bởi vì cái số thuế rất thấp và tôi nghĩ là hiện nay thì theo dõi nợ thuế của bên thuế và bên hải quan nó rất là nhiều lắm, có người chỉ 50.000, có những chi cục hải quan người ta nói với tôi là chúng em phải bỏ tiền ra một cho người ta đi trong máy chạy nhanh cũng nặng cũng theo được, ví dụ thế 50.000 hay 20.000 thì tôi thấy những trường hợp như thế chúng ta nên mạnh dạn là đưa cái thẩm quyền xóa nợ thuế và không nên đưa lên thủ tướng nữa mà ra cho bộ trưởng bộ tài chính và ra xuống phía dưới với cái quy định của luật trường hợp xóa nợ và các quy trình xóa nợ. Theo Tổng cục Thuế, xuất phát từ tình hình thực tế, việc xóa nợ thuế trong một số trường hợp nêu trên là rất cần thiết. Nếu nghị quyết này được Quốc hội thông qua, sẽ góp phần làm minh bạch số tiền nợ thuế, minh bạch nguồn thu, phản ánh chính xác số tiền nợ thuế,
giúp cho công tác quản lý thuế của cơ quan thuế thuận lợi hơn. Đến đây thì chương trình Tài chính thuế cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tiếp hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.